Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ. Cây máy cắt cỏ này nó có thương hiệu là Maruyama Beat Em nha các bạn. Maruyama, mình gọi tắt là Maru cũng được các bạn. Mình gọi tắt nó là Maru ha. Maru Beat Em. Cái cây Maru Beat Em này nó có cái tên riêng, nó là KC26 nha các bạn. Tên riêng của nó là KC26. Maruyama Beat Em giống như cái họ vậy các bạn ha, cái họ của mình. Thì tất cả anh em trong nhà đều cùng một họ, nhưng mà mỗi người đều có cái tên riêng ha, là KC26. Cây KC26 này nó có cái nòng xi len là 34 ly nha các bạn. Và dung tích nó là 26cc. Với tầm làm vườn mình rất là mạnh mẽ các bạn, rất là vừa tay luôn ha, không quá lớn mà cũng không nhỏ nha các bạn, rất là vừa tay. Cây Maruyama này nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn, nhưng mà dòng này có xả áp giật rất là nhẹ nhàng ha, các bạn xem rất là đẹp luôn. Cái dòng Maru này nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính, nắp xăng rất là đã luôn, nắp xăng kính nha. Maruyama xăng cộng với nhớt nha các bạn, xăng cộng với nhớt tỷ lệ có khoảng 20/1 cho tới 25/1 nha các bạn. Nghĩa là 1 lít xăng mình có thể pha từ 20 lít, 1 lít nhớt có thể pha từ 20 lít xăng cho tới 25 lít xăng nha các bạn. Đó là mình trừ hao nhớt dởm luôn nha. Nhớ có phẩm chất kém á, máy vẫn không có bị hư ha. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động nha các bạn. Chế quạt khí quanh rồ tự động, máy thế hệ mới đều chạy chế quạt khí quanh rồ tự động hết các bạn. Để cho cái chế quạt khí quanh rồ tự động này là xăng do nhà chế tạo ấn định nha, nó không có bị thiếu xăng. Nếu cây này mình chỉnh cả sâu quá nó thiếu xăng là nó không nổ được nha các bạn. Các bạn chỉnh, nếu mà chỉnh quá ép quá sâu thì nó sẽ không nổ được. Mình phải nhóm lên cho chạy cái tiếng căng ti nó bực 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 chậm nhất đó các bạn. Và chỉnh nó kết hợp với cây này nha các bạn. Cây này lên xuống thì tương ứng với cây này vào và ra nha. Cho nó phù hợp thì nó đạt được một cái tốc độ căng ti rất là ngon, nhạy nổ, ít ăn xăng ha, và chạy lâu không tắt ha. Đây là cây này ha, cây tốc độ thấp đó các bạn. Cây này chỉnh đầu ra của đường xăng nha, giống như mình chỉnh cái bét của bình phun thuốc của mình nha các bạn. Cái này chỉnh y chang như chỉnh bét phun thuốc này. Đối với máy dầu thì cái này giống như chỉnh bét ha. Rồi đối với chỉnh ở dưới cây tốc độ thấp, tốc độ cao giống như chỉnh bơm vậy các bạn, giống như bên máy dầu nó vậy, nó hai chỗ chỉnh ha. Còn chỉnh bình xịt của mình, nói về bình xịt thì cây tốc độ cao này nó giống như là cái cò bóp của mình ha, còn cây tốc độ thấp này giống như cái bét của mình. Nói các bạn hình dung như vậy thì các bạn rất là dễ hiểu ha. Đây các bạn quan sát cái máy mình nó mới nè các bạn, nó mới ở chỗ nào các bạn nhìn cái nòng nè, cái nòng như, giống như ở trong hộp mới khui ra vậy các bạn ha. Rất là đẹp luôn, màu xám xịt rất là đã. Chế quạt khí quanh rồ hai kim, một kim của ta đây ha. Chế quạt khí quanh rồ một kim là còn gọi là chế quạt khí tự động đó các bạn. Các bạn thấy ốc còn vàng ngính luôn, rất là đẹp ha. Đây quanh rồ đây ha các bạn, quanh rồ đây nó chạy một cái tum rời màu trắng nha các bạn, tum rời màu trắng của Maruyama nha. Tâm rời này là đầu trên này là răng nha, không có cơ hội gì hư được ha. Đầu dưới là vuông,
cần lát 24 ha. Các bạn quan sát xem công tắc của nó này, công tắc nhật các bạn. Chét luôn. Made in xa băng trong lốc luôn nha các bạn. Đây, các bạn xem. Đây. Xa băng ha. Có logo của Maruyama ha. Hình tam giác và chữ M luôn các bạn. Hình xa băng. Rồi các bạn có thể chụp hình lại ha. Và phóng to ra để xem. Rồi. Cái dòng này số series nó đóng trong lốc nha các bạn. Số series nó đóng trong này thì với cái ao gió này thì mình bó tay luôn. Không thấy được các bạn. Không thấy được luôn. Đây mình muốn cho các bạn xem cái số series nó cũng không xem được luôn. Chỉ xem được cái số chân nồng thôi nha các bạn. Cái nồng nó có số, có chữ đây. Chữ số đây các bạn. Đó. Đó các bạn có thể xem cái chữ số của chân nồng ha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra ha. Đó. Chân nồng nó có chữ số đó các bạn. Rất là uy tín nha. Số series nó ẩn ở đây, kính mít hết các bạn, không thấy được các bạn. Thấy được các bạn nào tin mắt thấy được số gì mình không thấy. Rồi. Đại khái nó vậy nha các bạn. Để các bạn quan sát tiếp. Cái dòng này là bồ ấm nha các bạn. Dòng bồ ấm. Nổ rất là trầm ấm ha. Rồi. Công tắc nó đây các bạn, công tắc nhật nha. Bình xăng nó này, chặt tinh luôn. Tùm màu trắng ha. Cái này có chống sốc cách nhiệt đây mà nó đệm thùng này, đệm thùng đen này nha các bạn. Nó cũng có thiết kế giảm chấn, giảm sốc ha. Cách nhiệt đó. Cầm nó đây, móc dây đeo nó đây các bạn. Tay nắm này. Tay nắm của Maruyama luôn. Rất là mềm các bạn. Mềm, mềm êm nhám đã. Tay ga giữ rất là nhẹ các bạn. Tay nắm của Maruyama này, hết ý luôn. An toàn sử dụng đây các bạn. Đeo nó, đội nó bảo hộ cách xa công trường 15 mét ha. Maruyama Beat M KC26 ha. Mở ngoặt nó để 26 cm khối nè các bạn. 26 cc đó các bạn. 26 cm khối đây mình cho các bạn xem nè. KC26 26 cm khối á. 26 cm khối là 26 phân khối đó các bạn. 26 cc. Nó đều cái nghĩa nó giống nhau nha. Cái đó là đơn vị đo thể tích ha. Đơn vị đo thể tích nó gồm có cc nè, gồm có phân khối và cm khối. Thì ba cái tên gọi đó thì nó có một thôi các bạn. Cái cùi của Maruyama cùi vuông nha các bạn. Nó có logo luôn các bạn. Cùi vuông thì nó có cái logo nằm ở mép bên đây ha. Cùi bảy khía là logo nằm mép bên đây. Rất là uy tín ha. Lỗ chốt nè các bạn. Lỗ chốt này các bạn quay về ngay hướng này ha. Thì các bạn sẽ chốt được ha. Ít khi lắm các bạn. Ít khi chốt lắm. Mình nắm cái dao này là mình tháo ra khỏi cần chốt ha. Dao Makita các bạn, gắn vào là dao Makita. Ở phía trên nó có chống dính cỏ ha, chán ấp ngược lên nè, rất là khít keo ha. Ở dưới có chống mài mòn nè các bạn ha, đầy đủ, rất là ngon, rất là êm luôn. Rồi, tổng thể cái máy màu mình màu xanh lá cây nha, kệ
kể cả cái trắng cỏ cũng rất là đẹp luôn, màu xanh lá cây luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Máy rất là nhẹ giật nha, dòng này có xả áp tự động, rất là nhạy nổ, tiếng nổ rất là đã luôn. Nếu máy mình nguội thì đầu tiên mình bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e và lên ga thì nó rất là dễ nổ. Còn nếu mà nó đã nổ xong thì mình chỉ giật là nó nổ thôi ha. Nó đã lên xăng sẵn rồi, nó rất là dễ nổ các bạn. Nó có xả áp tự động nha các bạn, rất là nhẹ giật ha. Hướng nào cũng nổ hết các bạn. Bố của Maru đó các bạn, bắt bố rất là đã luôn. Chỉ có dòng Maru là nó ít ăn xăng nhất nha các bạn, thì nó thiết kế rất là hay luôn, cái bố nó rất là đã luôn, cho nên nó rất là ít ăn xăng. Là dữ luôn, 26cc các bạn, không hề yếu tí nào hết ha, rất là mạnh mẽ luôn. Rất là êm và rất là chậm ngừng các bạn. Đó là một lợi thế để nó ít ăn xăng đó các bạn. Maruyama là cực kỳ ít ăn xăng luôn nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama Beat Em BC KC với KC 26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.